Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, mới đây Ngân hàng Nhà nước đã thông báo lùi lịch đấu thầu vàng miếng SGC sang ngày 23 tháng 4 do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định. Để tiếp tục thực hiện quyết liệt giải pháp đấu thầu bán vàng miếng tăng cung ra thị trường, Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng Ngân hàng nhà nước đã thông báo rộng rãi đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện để đăng ký dự thầu và đặt cọc ngay trong ngày 22 tháng 4. Được biết, tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu lần này là 16.800 lượng. Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 14 lô, tương đương 1.400 lượng. Khối lượng đấu thầu tối đa một thành viên được phép đặt thầu là 20 lô, tương đương 2.000 lượng. Loại vàng miếng đưa ra đấu thầu là vàng miếng SGC, được Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất tỷ lệ đặt cọc là 10%, giá tham chiếu đặt cọc là 81,80 triệu đồng một lượng. Như vậy, đây là phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên diễn ra sau 11 năm. Vào tháng 3 năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu vàng miếng để ổn định nguồn cung cho thị trường vàng. Trước đó, dư luận và giới đầu tư rất ngóng thông tin ngân hàng nhà nước sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SGC vào hôm nay, ngày 22 tháng 4, tại Cục Quản lý Dự trữ Ngoại khối Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước. Hình thức đấu thầu là theo giá. Tổng khối lượng vàng miếng đấu thầu là 16.800 lượng. Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng. Đấu thầu vàng miếng là hình thức mua bán, trong đó ngân hàng nhà nước thực hiện đấu thầu để xác định đối tác, giá và khối lượng vàng miếng mua bán theo thông tư 06 năm 2013 có hai hình thức đấu thầu gồm đấu thầu theo giá, các thành viên tham gia đấu thầu đưa ra các mức giá dự thầu để xác định mức giá và khối lượng vàng miếng trúng thầu. Đấu thầu theo khối lượng, các thành viên tham gia đấu thầu đăng ký khối lượng dự thầu để xác định khối lượng trúng thầu tại mức giá do ngân hàng nhà nước công bố. Loại vàng miếng được mua bán qua đấu thầu là loại vàng miếng hàm lượng 99,99%, ,99 loại một lượng do ngân hàng nhà nước tổ chức sản xuất hoặc đã cho phép sản xuất trong các thời kỳ. Tỷ lệ đặt cọc là 10%. Giá tham chiếu đặt cọc là 81,80 triệu đồng một lượng. Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 14 lô tương đương 1.400 lượng. Khối lượng tối đa được phép đặt thầu là 20 lô tương đương 2.000 lượng. Bước giá dự thầu là 10.000 đồng một lượng. Mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sàn do ngân hàng nhà nước công bố. Trong trường hợp ngân hàng nhà nước không mua được vàng từ thị trường quốc tế do đối tác không đủ cung vàng theo nhu cầu của ngân hàng nhà nước, cơ quan này quyết định hủy kết quả thầu. Tổ chức tín dụng tham gia đấu thầu phải đáp ứng các điều kiện quy định tại thông tư số 06 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quyết định số 563 quy đề Ngân hàng Nhà nước ngày 18 tháng 3 năm 2013 ban hành quy trình về mua bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước và các văn bản sửa đổi bổ sung liên quan. Chính sách đối với thị trường vàng trong nước trong thời gian tới, ông Đào Xuân Tuấn, vụ trưởng vụ quản lý ngoại hối ngân hàng nhà nước cho biết, ngân hàng nhà nước đã có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết nghị định 24, đã lấy ý kiến các bộ, ngành. Ngân hàng nhà nước đã trình chính phủ chủ trương là nên sửa đổi nghị định 24 năm 2012 về quản lý thị trường vàng. Đề cập về giải pháp tổ chức đấu thầu vàng để tăng cung cho thị trường nhằm giảm tranh lệch giá vàng miếng giữa trong nước và quốc tế, Tiến sĩ Đinh Thế Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng cho rằng đây chỉ là giải pháp tình thế. Mức giá trúng thầu dự kiến thấp hơn giá thị trường hiện nay, nhưng tôi cho rằng sẽ không thấp hơn đáng kể so với giá thị trường vì người đưa ra giá cao nhất mới trúng thầu. Do vậy, giải pháp đấu thầu vàng chỉ là tình thế để bổ sung nguồn cung vàng nhanh nhất ra thị trường, chứ không phải là giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng tranh lệch giá vàng bất hợp lý như Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Kể từ khi Nghị định 24 ra đời, thị trường vàng không được bổ sung nguồn cung mới trong khi nhu cầu mỗi năm lại tăng. Cầu tăng trong khi cung không có nên tranh lệch giá vàng ngày càng bất hợp lý. Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Đinh Thế Hiển, việc đầu tư tích trữ vàng là nhu cầu chính đáng của người dân. Tôi cho rằng cần phải nghiên cứu toàn diện, tính toán được nhu cầu vàng của người dân mỗi năm là bao nhiêu. Muốn như vậy, phải tính toán được giá trị gia tăng của Việt Nam mỗi năm là bao nhiêu. Và với giá trị gia tăng đó, bao nhiêu có thể được tích lũy ở dạng ngoại tệ hoặc vàng từ đó có thể tính ra được số lượng vàng hợp lý nhập khẩu vào Việt Nam. Đây cũng là cơ sở để ngân hàng nhà nước cung cấp quota hạn ngạch cho các doanh nghiệp nhập khẩu vàng nhằm tăng nguồn cung. Điều đạn bổ sung nguồn cung như vậy, tranh lệch cung cầu, tranh lệch giá vàng sẽ giảm dần. Ngày đầu tuần 22 tháng 4, giá vàng trong nước giảm tới 1,2 triệu đồng một lượng, tuột khỏi mốc 83 triệu đồng một lượng, trong bối cảnh giá kim loại quý thế giới giảm mạnh. Giá vàng thế giới giảm khá mạnh khi khởi động tuần giao dịch mới vào sáng ngày 22 tháng 4, dưới sức ép từ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Trong nước, giá vàng miếng giảm hơn 1 triệu đồng một lượng so với cuối tuần. Giá vàng nhẫn cũng không giữ được mốc 77 triệu đồng một lượng. Lúc hơn 9 giờ, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 2.375,2 đô la Mỹ một ounce, giảm 17 đô la Mỹ một ounce so với đóng cửa phiên ngày 19 tháng 4 tương đương giảm hơn 0,7% theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 72,9 triệu đồng một lượng, giảm 500.000 đồng một lượng so với cuối tuần. Cùng thời điểm, tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 80,3 triệu đồng một lượng mua vào và 82,8 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 1,7 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 1,2 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra so với thời điểm sáng thứ bảy. Nhẫn tròn trơn 4 số 9 hiệu phú quý được phú quý báo giá ở mức 75 triệu đồng một lượng và 76,7 triệu đồng một lượng, tương ứng giá mua và bán giảm 400.000 đồng một lượng ở mỗi đầu giá. Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá vàng nhẫn tròn trơn 4 số 9 hiệu dòng thăng long ở mức 75,08 triệu đồng một lượng và 76,78 triệu đồng một lượng. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, công ty SGC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 80,5 triệu đồng một lượng và 83 triệu đồng một lượng. Nhẫn tròn trơn 4 số 9 hiệu SGC có giá mua vào là 74,3 triệu đồng một lượng và giá bán ra là 76,2 đến 76,3 triệu đồng một lượng tùy trọng lượng sản phẩm. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SGC bán lẻ đang cao hơn khoảng 10 triệu đồng một lượng, còn giá vàng nhẫn cao hơn gần 4 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới giảm khi căng thẳng địa chính trị ở khu vực Trung Đông có dấu hiệu xuống thang. Sau cuộc tấn công hạn chế của Israel và Iran ngày 19 tháng 4, Iran chưa đưa ra tín hiệu nào cho thấy sẽ trả đũa. Nhu cầu mua vàng để phòng ngừa rủi ro địa chính trị chứng lại khiến giá kim loại quý này mất đi nguồn lực hỗ trợ quan trọng. Bên cạnh đó, giá vàng vẫn đang đương đầu với áp lực giảm tải từ khả năng Fed giữ lãi suất cao hơn lâu hơn. Các số liệu thống kê gần đây cho thấy sự gia tăng của lạm phát và vững vàng tăng trưởng kinh tế Mỹ đã khiến thị trường lùi dự báo về thời điểm Fed bắt đầu hạ lãi suất từ tháng 6 sang tháng 9. Thậm chí có một số chuyên gia còn tính đến khả năng Fed không hạ lãi suất trong năm nay. Ông Naim Aslam, giám đốc đầu tư tại Jeff Capital Markets, nói với trang Kiko News, vấn đề giữa Iran và Israel là hiện tại không còn nhiều tác động tới giá vàng. Khi Israel tấn công lãnh sự quán Iran, những người tham gia thị trường đã dự đoán một phản ứng lớn. Nhưng trên thực tế, phản ứng của các bên sau đó rất hạn chế và hiện tại thị trường không còn nhiều lo ngại nữa, sự kiềm chế này đã đưa giá vàng đến trước khả năng bước vào một giai đoạn tích lũy với rủi ro nghiêng về giảm. Cũng theo Kitco News, một số nhà phân tích cho rằng khi căng thẳng địa chính trị lắng xuống, thị trường có thể bắt đầu tập trung vào các yếu tố kinh tế cơ bản. Và điều này không mang lại tín hiệu tốt cho vàng trong ngắn hạn vì áp lực giảm đối với giá vàng sẽ đến từ triển vọng lãi suất cao hơn, lâu hơn, cộng thêm xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng đô la Mỹ. Chỉ số đô la index những ngày gần đây vững giá quanh mức 106 điểm, cao nhất trong vòng 5 tháng. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ngân hàng nhà nước Việt Nam được giao điều hành kịp thời, linh hoạt, hài hòa, hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá phù hợp với tình hình thị trường, diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ. Thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định 24 năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp, công cụ can thiệp điều hành thị trường vàng trong nước để bảo đảm thị trường vàng cạnh tranh lành mạnh, hoạt động ổn định, công khai, minh bạch, hiệu quả. Chỉ thị nêu rõ và yêu cầu quản lý kiểm soát chặt chẽ hoạt động, giao dịch trên thị trường, khắc phục ngay hiệu quả tình trạng tranh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế ở mức cao. Chỉ thị của Thủ tướng nhấn mạnh cần kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, buôn lậu thổi giá vàng thời lượng chương trình đến đây là kết thúc những thông tin mới nhất liên quan đến giá vàng sẽ được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại